Ngày 11 tháng 7, hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018 của Vietinbank đã bế mạc sau 2 ngày làm việc. Trong ngày làm việc thứ hai của hội nghị đã diễn ra hội thảo với chuyên đề Ngân hàng bán lẻ, nâng cao hiệu quả bán lẻ với các tọa đàm, trao đổi của khối bán lẻ và chia sẻ kinh nghiệm của một số chi nhánh đạt kết quả cao trong hoạt động bán lẻ. Khối bán lẻ đã tổ chức vinh danh các quán quân bán lẻ có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh bán lẻ 6 tháng đầu năm 2018 tại các hạng mục. Chi nhánh đạt giải số lượng thẻ ATM kích hoạt cao nhất khu vực, chi nhánh đạt giải số lượng thẻ tín dụng kích hoạt cao nhất khu vực, chi nhánh đạt giải doanh số thanh toán POS cao nhất khu vực, chi nhánh có số lượng khách hàng đăng ký iPay mới cao nhất khu vực, chi nhánh đạt giải tăng trưởng số lượng khách hàng ưu tiên cao nhất khu vực, chi nhánh đạt giải số lượng khách hàng cá nhân tiền vay tăng thêm cao nhất khu vực, chi nhánh đạt giải số lượng khách hàng cá nhân tiền gửi tăng thêm cao nhất khu vực, chi nhánh đạt giải huy động vốn, chi nhánh có tăng trưởng CASA cao nhất khu vực, top 5 chi nhánh có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch phí bán lẻ cao nhất hệ thống, chi nhánh đạt giải tốc độ tăng trưởng dư nợ bán lẻ bình quân cao nhất khu vực. Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Huân, trưởng ban kiểm soát và bà Lê Anh Hà, phó giám đốc khối quản lý rủi ro đã nêu lên các biện pháp nhận diện rủi ro, đồng thời trình bày các nhóm giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng. Phát biểu chỉ đạo bế mạc hội nghị, ông Lê Đức Thọ, thành viên hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Vietinbank đã đề nghị lãnh đạo các chi nhánh, đơn vị trong hệ thống cần nắm rõ các chỉ đạo của ban lãnh đạo và nội dung kế hoạch hành động trong 6 tháng cuối năm 2018 để nhanh chóng triển khai thực hiện đồng bộ, nhất quán và xuyên suốt từ trụ sở chính cho đến các chi nhánh nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, các đơn vị cần chủ động nắm rõ tình hình, diễn biến của thị trường, đề ra các kế hoạch phù hợp và hiệu quả nhất với từng địa bàn, tiếp tục triển khai, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã được giao. Tôi yêu cầu các đơn vị cần chỉ đánh giá sơ kết lại cái hoạt động của mình một cách nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện để triển khai thực hiện cho nó kết quả hơn trong cái thời gian 6 tháng cuối năm. Trân trọng cảm ơn tất cả. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.